nhiều chị em nội trợ khi nghe đến cụm từ máy ép chậm thì cảm thấy e rẻ cho rằng máy không nhanh mạnh đây là suy nghĩ sai lầm của hầu hết chị em sự thật là việc quay nhanh của các loại máy ép thông thường sẽ sản sinh ra một lượng nhiệt lớn vô tình làm mất đi một số lượng vitamin và dưỡng chất vốn có trái lại chiếc máy ép chậm lại giúp giữ được tối đa nguồn dưỡng chất quý giá có trong rau củ quả một trong những dòng máy ép chậm được tin dùng và đánh giá cao không thể không nhắc tới máy ép chậm Olivo SJ210. Máy ép chậm Olivo SJ210 đến từ thương hiệu Olivo xuất xứ từ Mỹ. Olivo là công ty đi đầu trong lĩnh vực sản phẩm gia dụng công nghệ cao cấp. Những sản phẩm của công ty ứng dụng công nghệ tiên tiến được đánh giá cao của các bà nội trợ. Máy ép chậm Olivo SJ210 có thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, cùng tông màu trang nhã, trở thành điểm nhấn cho không gian bếp nhà bạn hệ thống trục vít thiết kế mới, hiện đại giúp giữ được lượng lớn nước ép từ hoa quả. Cũng như chất dinh dưỡng có sẵn, đem đến cho gia đình bạn những ly nước ép ngon ngọt, hương vị đậm đà. Máy có công suất vận hành lớn 250W, tốc độ ép chỉ 40 vòng một phút, có thể ép được các loại rau củ quả. Tiêu thụ ít điện năng. Ngoài ra, ống tiếp nguyên liệu được thiết kế hình phễu giúp bạn dễ dàng đưa nguyên liệu vào trong. Hẳn ai cũng biết máy ép thông thường sử dụng gây ra tiếng ồn rất lớn. Đối với máy ép chậm Olivo J210, máy vận hành rất êm ái, không phát ra tiếng ồn lớn. Công đoạn vệ sinh cũng nhanh chóng với các bộ phận dễ tháo lắp. Tiết kiệm tối đa thời gian cho người dùng, bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về máy ép chậm OLIVOS J210. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như máy ép chậm OLIVOS J210 bán ở đâu? Máy ép hoa quả chậm OLIVOS J210 có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Máy ép chậm OLIVOS J210 có tốt không? Trên thị trường có vô vàn máy ép chậm từ các nhãn hàng với thiết kế, chất lượng và giá cả khác nhau. Thương hiệu gia dụng cao cấp OLIVO với dòng máy ép chậm OLIVOS J210 là một cái tên nổi bật được hội chị em tin dùng nhờ ưu điểm Máy ép chậm Olivo SJ210 được thiết kế nhỏ gọn tinh tế, có dung tích cối ép 500ml, trọng lượng chỉ 3kg và là dòng máy ép chậm nhỏ nhất thị trường. Thích hợp hầu hết không gian bếp cùng nhiều tính năng nổi bật công nghệ ép chậm kết hợp với nguyên lý lực ép vỡ khiến giảm tối đa ma sát giảm sinh nhiệt khi hoạt động. Do đó giữ độ tươi mới của nước ép không làm biến chất vitamin. Bảo toàn lượng enzyme có trong rau củ quả giữ gấp đôi lượng dinh dưỡng so với máy ép truyền thống công nghệ ly tâm, công suất lớn 200W. Vòng xoay đảo chiều thông minh 40 vòng một phút giúp ép được đa dạng các loại rau củ quả khác nhau. Nước ép đậm vị và nhiều dinh dưỡng, hệ thống chân đỡ cao su chắc chắn và thiết kế cân đối giúp máy hoạt động êm ái và không gây tiếng ồn. Hệ thống lưới lọc được làm từ inox 304 an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, thiết kế thông minh giúp dễ dàng làm sạch sau khi sử dụng độ bền cao, sử dụng lâu dài, Olivo Electronics là một trong những thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ. Nên bạn an tâm khi sử dụng dòng máy ép chậm Olivo SJ210 bởi sự uy tín, khẳng định thương hiệu của hãng trên thị trường quốc tế. Cũng như sự đón nhận của người tiêu dùng, thời gian sử dụng máy có thể lên đến 10 năm nếu như bạn sử dụng. Vệ sinh máy an toàn, đúng cách. Đây cũng được coi là một trong những loại máy có tuổi thọ cao nhất trên thị trường hiện nay. Những ngày hè nóng bức còn gì tuyệt cú mèo hơn là thưởng thức ly nước ép thơm ngon cùng gia đình của mình. Đặc biệt trong những ngày dịch bệnh đang hoành hành thì chuyện nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể rất cần thiết. Vậy nên đừng trần chờ nữa mà hãy nhanh chóng sắm ngay một chiếc máy ép chậm OLIVOS sj 210 cho gia đình mình. Máy ép chậm OLIVOS J210 bán ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được máy ép chậm OLIVOS J210 tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của máy ép chậm OLIVOS J210 để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua máy ép chậm OLIVOS J210 trực tiếp từ nhà sản xuất, bước 1 anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2, bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3, sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của máy ép chậm OLIVOS J210 sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí, lưu ý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được máy ép chậm OLIVOS J219 hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của máy ép chậm OLIVOS J210 để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.